Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Sau một thời gian dài thì chúng ta mới gặp lại nhau ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu bài số 4 của quyển hình chuẩn HSK3. Hôm nay thì chúng ta sẽ học phần từ vựng của bài này nha. Các bạn nhớ lấy giấy bút ghi chép lại ha. Rồi. Từ đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là từ bị sai. Từ này có nghĩa là các trận thi đấu mà nó thường dùng trong thể dục thể thao, bị sai. Vậy thì nếu mình muốn nói trận đấu bóng đá thì mình sẽ nói là chủ chiếu bị sai. Tức là mình sẽ nói cái môn thi đấu đứng trước cái từ bị sai. Chủ chiếu bị sai. Còn mình đi xem người ta đấu bóng rổ thôi. Mình đi xem thôi ha, chứ không phải mình tham gia. Thì mình sẽ nói là khán lán chiếu bị sai. Khán lán chiếu bị sai. Rồi, từ thứ hai là từ trào piên. Trào piên này có nghĩa là một cái tấm ảnh. Trào piên. Vậy thì bức ảnh của mẹ mình sẽ nói là mama de zhao pian. Zhe shi mama de zhao pian. Tôi xem ảnh, xem hình với bạn nha. Wo men kan zhao pian. Wo men yi qi kan zhao pian. Bức ảnh trận thi đấu nè. Bi sai de zhao pian. Đúng không? Hồi nãy mình mới học chữ bi sai là trận thi đấu đó. Bi sai de zhao pian. Rồi, từ tiếp theo là từ niên chí. Từ này có nghĩa là lớp. Thí dụ mình gặp một người, cái mình nói, ủa, bạn học lớp mấy vậy? Chỉ niên chí. Chỉ niên chí. Ta xuế y niên chí. Thì nó có nghĩa là đại học năm nhất. Các bạn ha, ta xuế là đại học nè. Y niên chí là năm nhất. Thì người ta có thể nói tắt là ta y. Ta y. Ta xuế y niên chí. Thì tương tự như vậy. Đại học năm 2. Mình sẽ nói là ta xuế 2 niên chí hoặc là ta 2, ta xuế 2 niên chí hoặc ta 2. Vậy thì các bạn có thể suy ra được, đại học năm 3 là ta 3 và đại học năm 4 là ta 4. Rồi từ số 5, thông minh là thông minh. Vậy thì mình muốn nói rất thông minh thì mình thêm chữ khẩn vô thôi. Khẩn thông minh, khẩn thông minh. Không thông minh lắm. Bù thai chô mịn. Bù thai chô mịn. Anh ấy thông minh hơn tôi á. Tha bì wǒ chô mịn. Đây là một câu so sánh nha. Tha bì wǒ chô mịn. Con chó con nhà tôi nó rất là thông minh. Wǒ jiā xiǎo gǒu hěn chô mịn. Wǒ jiā xiǎo gǒu hěn chô mịn. Rồi, từ số 6,热情 là nhiệt tình. Vậy thì rất nhiệt tình, mình sẽ nói là hẳn热情. Nhiệt tình giúp đỡ người khác. 热情帮助别人. Người Việt Nam rất là nhiệt tình luôn. 越南人很热情. Yue nan ren hen zhe qing. Nỗ lực, từ số 7, nỗ lực có nghĩa là cố gắng ha. Vậy cố gắng học tập mình sẽ nói là nỗ lực học tập. Nỗ lực học tập. Cố gắng làm việc nha. Nỗ lực công tác. Nỗ lực công tác. Cố gắng tìm việc làm nè. Nỗ lực找 công tác. Nỗ lực找 công tác. Bạn phải cố gắng lên. Ni yào nỗ lực. Ni yào nỗ lực. Từ số 8, tổng sư, có nghĩa là luôn, ha, luôn. Nè, anh ấy luôn cười khi mà nói chuyện. Tha tổng sư, xiao zhe shuo hua. Cái cụm xiao zhe shuo hua nó sẽ nằm trong cái phần ngữ pháp của bài này. Ha, thì cái đoạn video sau các bạn nhớ theo dõi để hiểu tại sao đây chúng ta nói là xiao zhe shuo hua. Rồi, anh ấy luôn mặc đồ màu đen. Tha tổng sư chuan hei sơ de. Ta zǒng shì chuān hěi sè de. Rồi, từ số 9, huǐ dǎ là trả lời. Vậy trả lời câu hỏi. Huǐ dǎ wěn qǐ.
Hủy tả vấn đề. Mình muốn là trả lời câu hỏi của giáo viên. Hủy tả lão sư tờ vấn đề. Hủy tả lão sư tờ vấn đề. Rồi, chưa trả lời đúng đâu. Mấy hủy tả tùy. Nì hải mấy hủy tả tùy. Không biết làm sao để trả lời câu này hết trơn á. Bù chứ đào zẩn mơ hủy tả. Bù chứ đào zẩn mơ hủy tả. Không biết làm sao để trả lời câu hỏi của bạn. Bù chứ đào zẩn mơ hủy tả nì đơ vấn đề. À, 我不知道怎么回答你的问题。Từ số 10, trang. À, từ này nếu như nó là danh từ thì chúng ta đã học qua rồi, đó là cái từ chưa trang. Trạm xe, bến xe, ga xe lửa đó. Ha, chưa trang. Trạm xe, bến xe, ga xe này. Tùy vào cái phương tiện mà mình dịch cho đúng. Rồi hôm nay mình sẽ học đó khi nó là động từ. Khi nó là động từ thì nó có nghĩa là đứng. Nè, đứng. Vậy thì đứng ở bên cạnh tôi nè. Bên cạnh kế bên là 旁边. 站在我旁边. 站在我旁边. Ở ngoài cửa có một người đang đứng. 门外. 站着一个人. 门外. 站着一个人. Rồi, tính từ tiếp theo là ưa, đói bụng. Bạn đói chưa? Ưa là mà. Nì ưa là mà. Bạn không đói hả? Nì bù ưa mà. Nì bù ưa mà. Tôi đói luôn á. Wǒ hěn èr. Wǒ hěn èr. Wǒ xiǎng chī fàn. Wǒ hěn èr. Wǒ xiǎng chī fàn. Số 13, tàn cao có nghĩa là bánh kem. À, bánh kem. Ăn bánh kem. Chí tàn cao. Wǒ hěn xǐ huān chí tàn cao. Wǒ hěn xǐ huān chí tàn cao. Rồi, bánh sinh nhật thì mình sẽ nói là sēng rì tàn cao. Tức là gắn cái từ sinh nhật phía trước ha. Sēng rì tàn cao. Rồi, một miếng bánh kem, tức là mình cắt ra rồi. Miếng bánh kem sẽ là yǐ kuài dàn gāo. Yǐ kuài dàn gāo. Còn nguyên một cái trọn vẹn á thì mình sẽ dùng lượng từ gè nha. Yǐ gè dàn gāo. Rồi, từ số 14, niǎn qīng có nghĩa là trẻ tuổi. Niǎn qīng. Lúc còn trẻ. Niǎn qīng de shì hòu. Niǎn qīng de shì hòu. 我妈妈很喜欢去旅游。年轻的时候，我妈妈很喜欢去旅游。Cái lúc mà mẹ tôi còn trẻ thì mẹ tôi rất là thích đi du lịch. À, còn cái người trẻ tuổi, 年轻人, 年轻人 sẽ trái nghĩa với từ 老年人 hoặc là 老人, tức là người lớn tuổi, người già. Số 15, 认真 có nghĩa là nghiêm túc. À, nghiêm túc học tập. Rèn rèn, xuế xí. Rồi, nghiêm túc làm việc. Rèn rèn, công zuò. Nghiêm túc nghe. Rèn rèn qīng. Ví dụ như mình nói và bạn mình nghiêm túc nghe, mình nói rèn rèn qīng. Tā rèn rèn qīng wǒ shuō de huà. Tā rèn rèn qīng wǒ shuō de huà. Anh ấy nghiêm túc nghe những lời mà tôi nói. Từ số 16, khè rén có nghĩa là khách hàng. À, khách hàng. Nói chuyện với khách hàng thì mình dùng từ kênh, à, với đó, và cùng với mình dùng kênh. Kênh khờ rỉnh sô hoa. Tha kênh khờ rỉnh sô hoa. Khách người nước ngoài. Ngoại của khờ rỉnh. Ngoại của khờ rỉnh. Rồi, vậy thì cái phần từ vựng của bài số 4 tới đây là hết. Hy vọng là các bạn dành thời gian để ôn tập nó trước khi mà mình ra cái bài về ngữ pháp và bài khóa của bài số 4 này nha. Các bạn cảm thấy mình quên phần nào thì có thể coi lại những cái video trước đây của mình. Chúc các bạn học thật là tốt, có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Xin chào!